Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Trương Ngọc Ánh rạng rỡ bên bạn trai Kim Lý. Gái một con đến dự tiệc đóng máy bộ phim điện ảnh Vệ sĩ Sài Gòn. Trương Ngọc Ánh gợi cảm khoe vai trần khi hội ngộ Kim Lý trong buổi tiệc tại một quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai cùng hợp tác sản xuất dự án phim điện ảnh Vệ sĩ Sài Gòn. Bộ phim được quay trong suốt 43 ngày và đã đóng máy vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Cô dần thân mật bên bạn trai và diễn viên Thái Hòa. Nai Fitman cũng nằm trong ekip sản xuất bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về nghề nghệ sĩ. Ông từng giành giải Oscar và được công chúng biết đến với những tác phẩm như The Red Violin, Blindness, Enemy hay Into the Forest. Trong phim, Chibu đảm nhận vai cô tiểu thư được chàng vệ sĩ điển trai Kim Lý bảo vệ. Thái Hòa và Kim Lý sẽ tạo thành cặp bài trùm trên màn ảnh rộng. Cả hai đều làm vệ sĩ, nhưng Kim Lý nghiêm túc chuyên nghiệp bao nhiêu thì Thái Hòa lại vụng về lấu cá và hài hước bấy nhiêu. Ông vua phòng vé chia sẻ rằng Kim Lý là bạn diễn ăn ý mới nhất của anh. Chibu rạng rỡ bót ảnh với đạo diễn người Nhật Ken Ochiai. Dù không nói được tiếng Việt và gặp một số hạn chế trong công việc, nhưng Ken Ochiai vẫn chỉ đạo suôn sẻ quá trình quay Vệ sĩ Sài Gòn. Bốn diễn viên chính của phim: Thái Hòa, Chibu, Bê Trần và Kim Lý. Đoàn phim ăn mừng khi tác phẩm đã hoàn thành quá trình quay. Dự kiến phim sẽ ra rạp vào tháng 12 năm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!